Mèo kiến đẹp mà. Ôi ở đây kìa. Ôi. Quá trời mèo kiến luôn. Quá trời luôn, nhà cô nuôi nhiều thế. Đây. Đó. Ông đâu? Cát đâu, có con này đẹp lắm, giống sư tử. Đâu đâu, con nào, con nào? Cát à. Ủa ôi, quá trời mèo kiến luôn. Meo. Nó đẻ đúng không? Cô nuôi một hai con nhưng mà nó đẻ ra quá trời này. Đây là quay chỗ của đây đây. Mặt nó lên. Nó giống con hổ ấy. Ui, con này như con hổ. Lông xù. Đẹp. Thế như một con hổ, con đây dạng ghê. Đúng rồi. Con, đẹp ghê. Con ông đẹp lắm rồi, ông đâu? Ông à, ông đâu? Con nào muốn lên dạng nào? Ôi, nó toàn leo kiểu đẹp. Khi nào đẻ cho xin đem về nhà cho bố nuôi. Có nuôi không? Có cứ đẻ nuôi. Tám con trong nhà rồi kìa, nó đẻ một bầy giống con kia, con nó kìa. À, xin về cho ổng nuôi, ổng khoái nó mèo. Xong ra Tết mới nuôi à? Ra Tết. Tại trước giờ ổng toàn nuôi con mấy con mèo 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 thường thôi, mèo ta thôi. Mèo kiến này mà nuôi nó mới sướng này. Nàng nhớ nó ăn đồ ngon xong à. Thì cũng được có sao đâu. Ăn thịt bò, ôi, ăn nhà, cá chiên. Nhà toàn đủ. Cháu mà không về ăn nhá, là coi như là cơm toàn đổ đi quá trời. Đồ ăn thừa nhiều lắm. Ăn đồ ngon không à, nó không ăn đồ tào lao đâu. Mèo đẹp ghê. Toàn mèo kiến.